Rồi, chào các bạn ha. Thì có một số bạn hỏi mình khi mà mới liên kết tài khoản Sacombank mà khi nạp tiền vô tài khoản thì không thấy tiền trong tài khoản mà chỉ thấy không không đồng như thế này. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video thực hiện và giải thích nguyên nhân vì sao các bạn có cái số không không nợ ở đây. Rồi mời các bạn theo dõi video mình nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ đăng nhập vào app Sacombank của mình nha các bạn để mình làm video giải thích cho các bạn thấy cái nguyên nhân. Đó. Đây, hiện tại thì đây là trang chủ Sacombank của mình. Đó, các bạn ok, đa phần thì các bạn mới sử dụng Sacombank thường hay gặp cái trường hợp như thế này, thì hôm nay mình sẽ làm video giải thích cho các bạn biết. Thì trước tiên các bạn đăng nhập vô, và đây là khi mà mình chuyển tiền nè các bạn, thì các bạn chuyển cho số điện thoại cũng vậy. Đây bên kia mình đang chuyển số điện thoại và đang chuyển cho 24 trên 7 nha. Đó, thì tài khoản bên dưới các bạn sẽ thấy là nó sẽ không không đồng. Thì các bạn lưu ý giúp mình thì lúc nào mặc định nó cũng là vậy, nhưng các bạn phải lấy cái tài khoản chính của mình ra ngay trong mũi tên nè, các bạn nhấn vô đó thì các bạn sẽ ra cái tài khoản của mình ở tên đó. Như tài khoản mình có 280.000 nè, 276 đồng đó, thì đa phần là vậy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video thực hiện là sẽ mặc định luôn cái tài khoản này, khi mà các bạn vô chuyển tiền sẽ thấy luôn cái tài khoản này ha. Rồi mà các bạn theo dõi video nha. Trước tiên các bạn truy cập vào hình người trên bên phải nè đó, các bạn chọn như đó. Ok, các bạn chọn vô mục quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Đó, đây mình có đánh dấu mũi tên nha. Đó, rồi xong thì các bạn kéo qua cái thẻ nào, cái thẻ của bạn, như hiện tại mình cái thẻ mình là thẻ Visa ha, thì mình sẽ nhấn vô đây để mình kiểm tra số tiền của mình, nó 280.000 276 đồng mình mới vừa đập đó. Các bạn nhấn ngay chỗ cái là cái bánh răng nè, bánh răng ngay chỗ tùy chỉnh thẻ tài khoản ha. Rồi, các bạn hiện tại cái thẻ mình đang hoạt động ha, và đã liên kết xong con bay, thì các bạn nhấn vô mặc định thanh toán nè. Đó, các bạn nhấn đồng ý giúp mình ở bên dưới, nhấn vô chữ đồng ý đó. Sau khi nhấn đồng ý thì nó sẽ báo là mình đã cập nhật thành công ha. Rồi các bạn nhấn vô cái chỗ các bạn đóng đi đó. Rồi xong các bạn nhấn tiếp tục cái chỗ là mặc định rút tiền, chuyển tiền luôn nha, nhấn vô này chỗ này luôn. Đây mình sẽ nhấn vô luôn. Đó, rồi các bạn nhấn đồng ý, rồi các bạn cũng tiếp tục các bạn đóng lại như giúp mình như lúc nãy. Đó, thì đây là mình đã cập nhật thành công cái mặc định cho nó chuyển tiền hay rút tiền luôn như các bạn. Rồi ok, thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ vô mình chuyển tiền thử cho các bạn xem coi nó có mặc định là như mình đã làm như không hay các bạn. Đây các bạn vô chuyển tiền giúp mình. Đó, đây thì nó đã mặc định sẵn ha, tài khoản Visa của mình có 280.000 276 đồng nè. Đó, thì giờ mình sẽ chuyển tiền cho ngân hàng khác nè các bạn. Đó, thấy không, bình thường ha. Rồi như vậy là mình đã thực hiện thành công video mặc định giờ phản luôn nha các bạn. Rồi thì mình xin kết thúc video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.